Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Chào mừng trở lại với một tập khác của Game 3. Trong video hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả các bạn 10 công cụ nghiên cứu tiền điện tử hàng đầu của chàng trai cần phải có để tăng cấp tỷ lệ tiền điện tử của bạn. Và hành trình đầu tư đây là những công cụ chơi phần không thể thiếu trong hành trình của tôi trong thị trường tiền điện tử này. Và bây giờ không làm gì nữa, chúng ta hãy nhảy ngay vào nó. Vì vậy viên đá đầu tiên bạn cần có là Twitter. Bạn có thể đoán nó đúng, bởi vì Twitter là một phương tiện truyền thông xã hội. Nó có liên quan gì đến nghiên cứu tiền điện tử của chúng tôi? Vâng, bạn có thể có lý, nhưng thành thật mà nói, Twitter là không gian lớn nhất cho dự án Crypto. Để tiếp thị sản phẩm của họ và trả tiền khởi điểm cho tất cả, mọi người thảo luận về tiền điện tử rất nhiều trong và bạn không có gian thể này và tìm một số viên ngọc ẩn để mọi người thảo luận. Cách dễ nhất của tôi là làm theo một số quận của ON, người có ảnh hưởng đến tiền điện tử. Ai có thể cung cấp nội dung tuyệt vời về thị trường tiền điện tử, và đôi khi họ có thể chia sẻ một số dự án tiềm năng mà họ cũng tìm kiếm để đầu tư. Đầu tư mạo hiểm có uy tín tuyệt vời ở Tây Ban Nha, một si hoặc chuối. Họ luôn đưa ra thông báo về khoản đầu tư cho bạn trên Twitter, nhưng nhớ theo dõi đúng người nhé. Nếu không bạn sẽ dễ bị lừa. Bạn có thể liên hệ về một số đồng tiền cụ thể của dự án đến các công cụ phục hồi tài sản trên Twitter. Cái tiếp theo là vốn hóa thị trường tiền xu. Sau khi chịu đựng một số đồng xu mà tôi quan tâm trên Twitter, tôi luôn tìm lại chúng trên trang web này. Xảy ra về đồng xu đó, trên mã thông báo, chúng bao gồm rất nhiều thông tin mà tôi có thể bắt đầu làm, nghiên cứu thêm và hiểu sâu hơn về dự án này. Camon Cup cũng cho phép chúng tôi tạo danh sách theo dõi và trước bạn hoặc để quản lý và thu thập các khoản đầu tư của chúng tôi. Nó thực sự dễ sử dụng và tôi khuyên các bạn nên tạo một tài khoản trang web này để có thể tham gia một số hoạt động, bao gồm cả đây là đá. Xem hướng dẫn đầy đủ của tôi ở đây, bởi video này tôi đã đặt liên kết ở góc phải của video này, vì vậy hãy kiểm tra nó ra. Tiếp tục, chúng tôi có thứ hạng tiền điện tử. Nó khá giống với Kamani cư nhưng chính xác hơn. Tôi thường sử dụng điều này để tra cứu dữ liệu cụ thể hơn cho các đồng tiền hoặc mã thông báo cụ thể, ví dụ về khối lượng giao dịch, tổng cung giá bán token, một số mới gần đây từ dự án trên Twitter, tất cả các hoạt động trên chuỗi. Hơn nữa, bạn cũng có thể tra cứu một số sắp tới tế bào lý tưởng trên trang web này. Bạn chỉ muốn đầu tư vào một số dự án. Một trong những tính năng thực sự thú vị mà Crypto mưa cho chúng ta là bản đồ của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Trông quen thuộc phải không? Tôi cá rằng các bạn đã thấy điều này rất nhiều lần. Bạn thực sự có thể chọn chi tiết cụ thể của mình, tiếp thị và chia sẻ nó cho người khác một cách thoải mái. Chúng tôi không có loại dữ liệu này trên Camel Cup Sun. Crypto rằng thực sự hoàn hảo, thêm để hoàn thành nghiên cứu của bạn. Tiếp tục, nếu bạn quan tâm đến nguồn tài trợ dự án Baka và đầu tiên, bạn có thể truy cập trang web trên Berserk. Đó là một nền tảng thiết kế thực sự đẹp, theo dõi tất cả thông tin bạn cần về mọi vòng tài trợ công và tư gần đây, cùng với khoản đầu tư gần đây từ mỗi khoản đầu tư mạo hiểm. Bạn có thể trình bày cụ thể về dự án để xem mọi vòng tài trợ, tất cả về tiền trả lại đầu tư của từng khoản đầu tư mạo hiểm để xem họ đang hoạt động như thế nào trong vài năm qua. Nó là một công cụ thực sự tốt để bạn kiểm tra mọi xu hướng đầu tư mạo hiểm và thiết kế cái nào có lợi nhất để bạn theo dõi xung quanh. Tuy nhiên, số lượng vòng tài trợ cho các nhà môi giới chuỗi không nhiều, và nếu bạn muốn nhìn tại một cơ sở dữ liệu toàn diện hơn, bạn chắc chắn cần phải kiểm tra DoubleClick, cơ sở dữ liệu gây quỹ tiền điện tử, nơi bạn có thể tra cứu từng vòng gây quỹ. Trong vài năm qua, tôi thường sử dụng hình học để tìm kiếm một số chuỗi suối ấm, vì cơ sở dữ liệu này toàn diện hơn và cũng bao gồm đợt đầu tư từ nhiều người có uy tín. Đầu tư mạo hiểm như A161, si dốc trên Capitan thay vì coi bò trên Capitan. Bạn có thể lọc mọi dữ liệu để có được câu trả lời đúng mà bạn cần khi tìm kiếm một dự án, một danh mục đơn lẻ hoặc dòng thời gian tiếp theo một. InvestiLab, một cơ sở dữ liệu thực sự kiểm tra lịch nghỉ ngơi cho tất cả tiền xu và mã thông báo. Với trang web này, bạn có thể dễ dàng kiểm tra khi mã thông báo tiếp theo hoạt động, bất kỳ mã thông báo nào mà bạn có thể dễ dàng lên kế hoạch cho chiến lược danh mục đầu tư của bạn, nhấp vào quyền truy cập để có thêm thông tin về đấu vật, lịch đăng ký và dòng thời gian trong tương lai cho mỗi sự kiện. Website sẽ tính toán tất cả để các nhà đầu tư thích chúng tôi không cần phải mất thời gian để tính toán nó. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên kiểm tra lại trên trang web của dự án để đảm bảo tính chính xác.
Bạn cũng có thể kiểm tra dự án trong các danh mục khác giống nhau, như thuộc địa, năn tắt hoặc thậm chí dự án để có bất kỳ thiết bị trong lịch trình. Tôi thường kiểm tra dự án đã hoàn thành để tìm trò chơi, bởi vì sẽ không còn áp lực bán cho những đồng tiền hoặc mã thông báo này. Bạn là một độc giả mới, bạn chắc chắn cần phải kiểm tra cân tên giáp. Một trong những nghi thức đồng hồ kỹ thuật số hàng đầu bao gồm một loạt các tin tức về công nghệ blockchain, tài sản tiền điện tử và cân cấu Phoenix mới nổi. Bạn có thể thấy rằng họ cập nhật tin tức mỗi giờ, đảm bảo rằng người đọc sẽ bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng và lớn trong thị trường tiền điện tử. Tôi thường truy cập trang web này để tiêu thụ một số tin tức vào buổi sáng, và bản thân tôi đã cập nhật về thị trường các danh mục khác nhau mà bạn có thể tra cứu từ thông tin chi tiết về thị trường tin tức hàng đầu trong các câu trả lời về bệnh cúm cho các video tỷ lệ 5:5. Mọi thông tin bạn cần ở ngay đây, và tôi khuyên các bạn nên tận dụng nó để giành được thị trường tiền điện tử này. Chuyển sang công cụ quan trọng nhất mà mọi nhà đầu tư, đặc biệt là nhà giao dịch cần có, là chế độ xem giao dịch hoặc trang web tiền điện tử phổ biến nhất, cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật và biểu đồ. Trang web tiền điện tử cũng hỗ trợ một cách vô nghĩa biểu đồ chi tiết cho những người muốn đánh giá tính năng sự kiện theo cách thời gian thực. Đó là công cụ bán khống trực tuyến mở cho cả người dùng miễn phí và chuyên nghiệp. Tôi khuyên bạn nên có một tài khoản phát triển, bởi vì nó sẽ cung cấp nhiều công cụ và tính năng sự kiện hơn để hỗ trợ phân tích giao dịch của bạn. Các công cụ nghi lễ quý tiếp theo ăn vui hơn một chút cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp là ghi chú thủy tinh về dữ liệu chuỗi và nền tảng thông minh, nơi bạn có thể xem tất cả các hoạt động trên chuỗi, chỉ cần thêm các hoạt động địa chỉ, khối lượng giao dịch cung ứng lưu hành, phí giao dịch và các khoản khác. Kính không tạo điều kiện cho biểu đồ và chỉ số, và biểu đồ sạch dễ đọc và tùy chỉnh. Ghi chú cuối cùng nhanh bạn chóng, bạn có thể dễ dàng kiểm tra những gì đang thực sự xảy ra, ảnh hưởng đến biểu đồ Bitcoin hoặc một số mã hóa. Cỏ, lưu ý là công cụ thực sự hữu ích cho nhà giao dịch chuyên nghiệp để kiểm tra và hiểu tình hình hiện tại của một số đồng tiền hàng đầu trên thị trường. Chỉ ở Bitcoin, do đó, bạn có thể ước tính kịch bản tương lai của thị trường. Điều cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, hữu ích nhất và các công cụ thú vị mà các bạn có thể cần là nhìn vào Bitcoin và dữ liệu Bitcoin dân chủ, để mọi người có thể hưởng lợi từ tài sản tiền điện tử này. Và dữ liệu xung quanh nó, nhìn vào Bitcoin, cung cấp sự rõ ràng cho các nhà đầu tư Bitcoin. Cho dù họ đang trải nghiệm các nhà đầu tư hoặc chỉ tìm hiểu về Bitcoin lần đầu tiên, họ cung cấp luật biểu đồ chỉ dành riêng cho Bitcoin, để các nhà đầu tư có hiểu biết sâu sắc về đồng xu này và hoạt động như thế nào trong vài năm qua. Điều này cũng cho thấy cung cấp nhiều thông tin chi tiết về Bitcoin có thể đi như thế nào trong tương lai, đâu sẽ là vị trí mua tốt nhất và có bao nhiêu sóng đang giữ Bitcoin. Địa chỉ đó, tất cả các câu trả lời về đầu tư Bitcoin là trên trong trang web này. Vậy thôi, 10 tỷ lệ tiền điện tử hàng đầu, những giai điệu mà bạn nên xem để nâng cao kỹ năng của bạn và hỗ trợ các quyết định đầu tư tiền điện tử của bạn.